Welcome cả anh em trở lại kênh DHPG của mình hôm nay. Tiếp tục với game siêu sao Tam Quốc thì video mình sẽ hướng dẫn anh em kỹ năng ngày 5 và ngày 6. Video là anh em chú ý cho mình mấy cái cơ bản sau đây. Đầu tiên anh em sẽ mới chú ý cho mình về phần vé hội viên. Bình thường tầm ngày 3 anh em mới mở học viên, nhưng mà ngày 1 và ngày 2 anh em chỉ cần vào cái vé lần ra thôi. Đây, chính nó em ơi. Vé rút thưởng hội viên anh em click vào dùng. Nó sẽ đưa đến vé vòng quay. Và góc 6 giờ thì nó sẽ cho đến hậu cung. Nhưng mà hậu cung này anh em sẽ không vào được khu trò chơi. Trò chơi này chủ yếu là anh em chơi bảo vệ nha nha. 50 hành động anh em sẽ được đi một lần, max là được 12 vé. Bảo vệ nha nha chơi rất là dễ em ơi. 100% là anh em sẽ qua. Tí nữa mình sẽ chơi luôn cho anh em. Mình nhớ video trước mình chơi cuối video, nhiều anh em vẫn bảo là không biết chơi. Nên là chắc tí mình sẽ chơi luôn cho anh em xem. Và anh em đừng quên mua full lượt hành động cho mình. Mình nhớ được mua thêm 6 lượt thì phải. 3 lượt đầu 50, 2 lượt tiếp theo 100, lượt thứ 6 là 150. Không biết viết bao nhiêu được mua thêm. Mình thấy anh em mua giá 200 lại đều ngon hết. Bình thường một lần anh em quay giá trị tầm trên 500 ngọc. Anh em mở xu ấy thì dưới một tí. Còn riêng anh em mở hên, nó ra nguyên con tướng, ra thêm ngọc, ra thêm tài nguyên nội viện, chưa kể còn thêm vé quay nữa. Nói chung là rất là ngon. Đây mình sẽ làm một phát cho anh em xem. Anh em mở muốn vào khu trò chơi để anh em quay hết vé mình. Đây mình sẽ quay hết vé cho em xem. À khoan á. À đúng rồi. Vé quay 100 ngọc. Hơi tiếc tí nó không phải tướng mộc. Không sao. Để làm video test cho anh em nên mình sẽ quay. Bình thường là mình sẽ reset lại em ơi. Hoặc là mình quay lấy 100 ngọc rồi mình reset. Đây anh em chú ý nhá. Khi anh em hết vé phải không? Click vé quay thì nó sẽ có cái bảng anh em kiếm tài nguyên. Rồi anh em click vào cái dứa khu vui chơi. Rồi anh em chơi max cho mình bảo vệ anh nha. Và đừng quên mua max lượt. Lúc đầu vào anh em sẽ có 200 hành động rất là ngon luôn. 200 là được 4 lần. Anh em mua thêm 6 lần là 10 lần 120 vé. Quay rất là phê luôn. Đây mình sẽ chơi một lần cho anh em xem. Lúc đầu anh em cứ gọi hết pháo vào cho mình. Rồi anh em ghép một loạt. Đây anh em chú ý nhá. Chơi ghép pháo này anh em ghép pháo lên cao. Khi anh em mở thì nó sẽ ra pháo ngon hơn. Đây pháo cùi mình bỏ qua đi. Đấy. Đến pháo xanh luôn này anh em ơi. Pháo xanh với pháo cam luôn này. Chứ không phải là pháo cùi lúc đầu. Đây anh em cứ ghép lên thôi. Mình hay có thói quen là ghép từ bé đến lớn. Trời khá dễ thôi. Anh em nào mà không có thời gian ấy, chỉ cần ghép lên một xe cuối là anh em đủ qua. Bình thường ấy, mình chỉ ghép một xe cuối thôi. Mình nhớ là nếu mà hên ấy là không mất máu, còn là xui là mất 1 đến 2 máu. Mà nó có tổng cộng là 10 máu nên anh em không lo. Kiểu gì cũng qua thôi. Tính ra chơi này nó dễ hơn ghép hình em ơi. Ghép hình nếu mà xui ấy, anh em bị tạch là chỉ được có 2 vé thôi. Mà win max anh em cũng chỉ được có 3 vé. Về xếp hình mình nhớ là nếu mà anh em chơi full là sẽ được 10 vé. Ít hơn 2 vé so với anh em chơi bảo vệ nha nha. Đây anh em chú ý cho mình về phần này. Còn anh em mở dối khi mà em nhấc xe lên, xe nào ghép được thì nó sẽ hiện sáng lên nhá. Nhìn cũng khá dễ thôi. Đã lên xe đỏ em ơi, lên xe đỏ thôi. Hình như cái xe này cùi sao nhở? Cùi vứt đi. Đây cái này nó cũng không còn ra nữa, bỏ qua luôn này. 2000 years later. Đây anh em chỉ cần ghép lên cái xe cuối là qua thôi. Rồi anh em mở full là ok. 2000 years later. Ok gần xong em ơi. Mình nhớ nó đến ải 6.5 hay là 6.6 là hết. Hình như là hết ải này hay là một ải nữa là xong. Đấy chỉ với một xe cuối thôi. Đấy 6.6 là cuối nhá. Đâu vẫn 6.5 nhưng mà nó có hai đợt. Đây gấu trúc mình vẫn còn là 8 máu. Mình nhớ trước khi ghép đi xe cuối là nó mất một máu. Tức là từ lấy đến bây giờ chỉ mất có một máu thôi. Bây giờ kể cả hang này nó vào cũng mất có hai máu. Vẫn qua em ơi. Đấy 12 vé em ơi. 6.5. Mình sẽ quay luôn nhá. Hy vọng là lỗ luôn đi. Đây 12 vé. Mình quay trước một vé trước đi. Lỗ luôn đi. Thêm phát lứa này. Hy vọng lỗ luôn tướng. Tướng luôn đi.
Giờ này hơi xui em ơi. Có 100 ngọc. Nếu mà nó ra 100 ngọc chắc là tí mình sẽ đi xét. Cố gắng thiết kế ra hai vẻ quay. Tướng mộc. 1, 2 mốc ngọc 100. Cộng với nguyên liệu lộ viện cam là ngon em ơi. Lộ viện cam nó tăng rất là nhiều điểm thân mật. Đợt này mình đang đi cái phó bản. Đợt này của mình chơi đến ngày hôm nay vẫn chưa có lên kích cộng với hút máu nên là cái quá mình reset bằng điểm luôn. Đây mình đã reset 5/20. Mãi mới ra cái hút máu em ơi, rất là chán luôn. 6 ngày mới ra, mở đấy mình còn reset bằng điểm chứ không phải reset phở đi. Bình thường anh em mở hên reset phở đi ngày 1 là ra rồi. Như cái arc kia ấy, arc CM mới ấy, ngày 1 là mình ra luôn rồi. Còn về phần tướng như mình nói lúc đầu, anh em cứ chơi cho mình con qua là mình. Tại vì nó furry rất là nhiều, cộng với con là mình lúc đầu anh em dồn cực ngon luôn. Chưa kể về sau nó thuộc dạng tướng lết, anh em chơi team vật hay là team phép xài nó đều ok hết. Nên lúc đầu anh em cày ấy, cứ dồn mắc cho mình con là mình. Và gần hết tuần anh em chú ý cho mình nhiệm vụ tuần. Cái này phần trăm cao là mỗi đợt nó sẽ có nhiệm vụ tuần. Tuần đầu tiên là anh em điểm kim. Mở điểm kim mà anh em cày không lên điểm nhất tốn em ơi. Nó có 2 mốc 20 cộng với 50. Được mua 30 lần. Mốc 50 là 1k dưới, mốc 20 là 600. Tính tổng là 2k mốt. Anh em thấy căng không? 2k mốt. Mở nhân với 7 là 15k. Về đồng này, lúc đầu anh em đi full luân hồi nó sẽ cho anh em chọn một trong 4 món đồng, kích tướng, su ghi năng. Cộng với đá phá là anh em chọn cho mình đồng. Tại vì lúc đầu đồng thiếu rất là nhiều luôn. Anh em chọn hai cái vẫn thiếu. Trao đợi anh em lên level 50 thì may ra mới đỡ một phần. Lúc đầu đi full luân hồi anh em cứ chọn cho mình hai dương đồng. Còn về nhiệm vụ tuần 2 phần trăm cao đó là nhiệm vụ anh em nhận trao thưởng. Mình nhớ game hư linh trước là trao thưởng thì phải, đúng rồi, là trao thưởng. Đây anh em nhận trong tham hiểm này này. Nếu mở ra nhiệm vụ trao thưởng này chủ yếu là anh em mua gói quét. Tính ra top 10 này 20 như cũng không ngon lắm. Chủ yếu là top 1 đến top 3. Nên anh em làm chú ý cho mình về phần này. Anh em thiết kế làm sao đến ngày 8 anh em full 22k điểm. Cộng với max trao máy. Trao máy game này như là 12 tiếng. Không biết VIP cao nó có tăng theo nhỉ. Mình cứ cho là 12 tiếng đi. Nếu anh em mở on được 0 giờ ấy, anh em thiết kế 12 giờ trưa ngày thứ 7 ấy, anh em full 22k. Và anh em nhận xong mốc trao máy 12 giờ, không nhận lứa, đợi đến 0 giờ ngày thứ 8 anh em nhận. Như thế anh em sẽ túi đủ khá nhiều điểm. Bình thường nếu mà ra thực hiện thì nó sẽ giảm giá nhiệm vụ trao thưởng. Bình thường là 2k, khi ra thực hiện nó chỉ có tầm k8 thôi. Còn về mục tiêu 7 ngày, mình thấy giảm giá phở đi cho anh em cày cứ mua đi. 5 vé quay mình nhớ là 500 ngọc. Còn về gói VIP mình thấy có độc ngày thứ 4 và ngày đầu anh em mua ok. Ngày đầu ấy thì nó bán đá. Đá thì nó vẫn bằng giá ngoài tàu hóa thôi. Nhưng mà anh em mua thì nó sẽ tính thêm điểm dưới này. Còn ngày 4 thì nó bán 10 vé quay tướng hạn giờ giá 2k. Mình thấy anh em cứ mua đi. Tích đợi khi nào ra tướng ngon anh em quay. Và game này về sau phần trăm cao nó sẽ có sự kiện anh em quay vé hệ, mình nhớ là mốc 100. Nên anh em cố gắng thiết kế tích cho mình vé bói toán. Ở này của mình lúc đầu cũng tính là tích nhưng mà không ra tướng gay quá mình quay mắc luôn. Mình quay đủ 20 vé để đổi tướng. Tính ra game này đổi tướng trong này khá rẻ, bình thường như mấy con game khác. Đổi đó tàn 100 đến 150. Game này đổi tướng chỉ có 25 thôi, khá rẻ. Nếu mà không đổi ngày hôm nay mình vẫn là Nguyệt Anh bậc 5 thôi. Bậc 5 thì rất là đuối em ơi. Đây từ bậc 6 lên được 7 anh em sẽ tốn 2 copy. 1 phôi 3 sao hệ. Và 1 phôi 4 sao bất kỳ. Tính ra nó tốn có độc phôi 4 sao nhỉ. Nếu mà tính như mấy game khác thì nó nhiều hơn phôi 7 sao. Và ít hơn phôi 8 sao. Tầm một khoảng giữa. Nên anh em ở chơi quan mình quay ra thêm 2-3-4 con. Thế anh em không lo copy, chỉ lo phôi thôi. Mà game này free rất là nhiều. Nhất là cái trong khu vui chơi anh em có thể kiếm một ngày mấy chục vé cộng với 2-3 con tướng. Nói chung là game này anh em chỉ cần chú ý cho mình về phần tướng đầu game này. Về khu vui chơi, nhớ mua mắc lượt trong khu vui chơi. Không anh em sẽ bị thọt 2-3 ngày đầu, chú ý cho mình. Đấy vì anh em chú ý cho mình mấy cái cơ bản đấy. Thôi game mình xin kết thúc game. Hẹn anh em ở các video sau.
Bye bye anh em. Trust, yeah, no, I don't wanna